Rồi ok, hello các bạn. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi qua một cái video tiếp theo. Thì ở trong cái video này mình sẽ tiếp tục chia sẻ đến cho các bạn cái nội dung là bóc tách bản vẽ. Thì đây là một cái bản vẽ lắp ha. Và sau khi mà chúng ta có một cái bản vẽ lắp như thế này thì chúng ta sẽ tiến hành đọc bản vẽ, sau đó là chúng ta sẽ vẽ tách từng cái chi tiết ở trong cái bản vẽ này ra. Trong trường hợp này đối với cái bản vẽ này thì chúng ta có 3 chi tiết, bạn thấy không ạ? Chúng ta có chi tiết số 1, chi tiết số 2 và chi tiết số 3. Bây giờ ở trong cái video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách mà chúng ta bóc tách ra cái chi tiết số 2 trước, chi tiết số 1 và chi tiết số 3 thì ở cái video sau mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Đây là một cái bản vẽ nó đơn giản thôi, tất cả các thông số nó có sẵn hết rồi. Việc của chúng ta là đọc bản vẽ được chúng ta hiểu nó như thế nào, tức là chúng ta đọc được hình chiếu của nó, sau đó là chúng ta hiểu cái kích thước của nó và chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta bóc tách ha, rất là đơn giản. Rồi để cho các bạn làm quen với cái nội dung này á, thì mình sẽ bắt đầu chia sẻ cho các bạn từ những cái đơn giản trước. Khi mà các bạn đã làm quen được những cái đơn giản rồi, từ đó chúng ta sẽ tìm những cái bản vẽ khó hơn và lúc đó mình sẽ chia sẻ cho các bạn ở những cái bản vẽ khó hơn. Ok, rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu ha. Mình sẽ copy cái hình này mình đưa vào trong AutoCAD đây để mình vẽ cho nó dễ. Rồi ở đây mình mở một cái bản vẽ mới lên. Cái phiên bản mình chia sẻ cho các bạn ở đây là phiên bản AutoCAD mình sẽ còn 2021. Các bạn không cần phải sử dụng phiên bản 2021 các bạn mới làm được bài tập này nha. Mà các bạn có thể sử dụng bất cứ một cái phiên bản AutoCAD nào, AutoCAD 207 cũng được, miễn sao các bạn vẽ trên môi trường CAD là ok ha. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ cái hình vào đây. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ phân tích cái hình này chút xíu rồi sau đó chúng ta sẽ bắt đầu vẽ ha. Giống như lúc nãy mình chia sẻ cho các bạn ở trong cái audio này, mình sẽ chia sẻ cho bạn cách để chúng ta có thể vẽ tách được chi tiết số 2. Vậy thì cái chi tiết số 2 này chúng ta có những kích thước như thế nào? Ở đây chúng ta sẽ có kích thước phi này, thì ở phi này chúng ta có là phi 60. Chúng ta có kích thước phi này chúng ta có là phi 40. Cái lỗ này chúng ta có phi là 26. Đúng không? Rồi nguyên cái đoạn này từ cái vị trí này nè, từ đây đến đây là chúng ta có cái chiều dài bằng 22 và cái cạnh này nè, đây chúng ta có bằng 6 và cái chiều dày này chúng ta có bằng 10 ha. Rồi cái R bự bên này chúng ta có là 14 và cái R nhỏ trong thì nó bằng R nhỏ bên đây là nó có R bằng 8. Ok, thì đây là những cái kích thước dựa vào đây chúng ta sẽ tách ra được cái chi tiết này của mình. Thì đây chính là hình dạng của cái nắp ha. Đây chính là hình dạng của nắp. Đây chính là hình chiếu cạnh. Còn hình chiếu đứng bên kia chút xíu nữa chúng ta sẽ giống qua thôi. Ok. Rồi. Trước khi mà các bạn tiến hành bóc tách một cái bản vẽ nào đó thì chúng ta hãy dành thời gian ra để chúng ta phân tích một chút xíu. Các bạn đừng có vội là vào bóc tách ngay. Chúng ta xem là những cái kích thước nào quan trọng của nó ở trong cái bản vẽ này. Thì dựa vào những kích thước đó chúng ta sẽ vẽ tách ra. Cái trường hợp này là cái trường hợp chúng ta chỉ ngồi vẽ lại thôi nên nó sẽ khá là đơn giản. Còn nếu như mà chúng ta đi làm ở ngoài thực tế, mình chính là người thiết kế cái bản vẽ này, mình chính là người thiết kế ra cái bản vẽ. Do đó mà trong quá trình mà các bạn thiết kế bản vẽ lắp như thế này nè, thì chúng ta sẽ có những cái thủ thuật nào để mình có thể thiết kế xong bản vẽ lắp rồi. Từ cái bản vẽ lắp đó, mình sẽ tách ra thành những bản vẽ chi tiết cho nó dễ dàng và nhanh chóng nhất. Thì ở trong những cái video sau, mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái thủ thuật đó. Ha. Rồi bây giờ, đối với cái phần này là chúng ta vừa ôn lại cái kiến thức về AutoCAD, thứ hai là chúng ta ôn lại cái kiến thức đọc hệ bản vẽ của mình, tức là một công chúng ta làm hai chuyện luôn. Rồi không dài dòng nữa, bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách mà chúng ta có thể vẽ cái hình này lại ha. Đầu tiên mình thấy cái thằng nào dễ mình vẽ trước. Ở đây mình thấy cái cạnh này dễ nè, cạnh này có chiều dài bằng 60 thì mình sẽ vẽ cho nó một cạnh inline bằng 60 trước. Đây bấm F8 nha, mình vẽ bằng 60. Ok, rồi tiếp tục nè, mình có cái đoạn này, mình có nguyên một cái đoạn này ra ngoài này là bằng 12 thì mình sẽ offset cái thằng 60 này ra, on tên offset 60 ra 12 ly ha. Rồi tiếp tục mình sẽ offset nó ra thêm 10 ly nữa, 10 ly nữa. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ cho nó một cái đường cong. Đây mình vẽ cho nó một cái đường cong. Ok. Rồi ở ngoài này bây giờ mình sẽ bắt đầu từ ngoài này mình vẽ vào. Từ ngoài này mình sẽ có cái phi 40.
Các bạn mở Enter nè, các bạn gõ là 20 ha, là chúng ta được cái cạnh này rồi, đúng không? Thì từ đây mình sẽ vẽ một cái đường line đi xuống đây, rồi sau đó mình xóa đi. Đây là cái hình đối xứng nên mình chỉ cần vẽ một bên thôi. Sau khi mình vẽ xong bên này, mình sẽ lấy mirror qua, mình sẽ lấy đối xứng qua, ok ha. Rồi cái lỗ này, đây là cái lỗ của mình, có phi là 26, thì mình tiếp tục mình vẽ là 26 chia 2. Okay. Rồi từ đây mình cũng giống một cái đường line thẳng qua đây luôn. Đó. Ok. Rồi để vẽ những cái lỗ nhỏ này thì chúng ta phải xem cái kích thước của mình ở bên đây. À, xem cái kích thước này của mình bên đây là bao nhiêu ha. Chúng ta có cái đoạn lớn nè. Đây. Cái gờ lớn của mình nè là phi 34 ha, và những cái kích thước nhỏ nhỏ thì nó nằm ở đây. Dựa vào đây mà chúng ta vẽ được. Ha. Rồi. Ở đây mình sẽ vẽ cho mình thêm một cái C nữa, Delta 34 đi. Đó. Rồi từ đây mình vẽ tiếp một cái đường ray giống ngang. Ok. Rồi ở chính giữa này nè, mình vẽ cái đoạn 3 ly này trước nè. Đây, 3 ly center là Delta 3 ly nè. Đó. Rồi, cái bề ngang ở dưới đây là chúng ta có bằng 5 ly nè. Thì chính là chỗ này đây. Cái chỗ mà 26 đây nè. Đây, mở ra là 2.5. Enter ha. Rồi từ đây chúng ta sẽ nói về rồi mình xóa này đi, TR Enter mình cắt bỏ đi, cắt bỏ đi ha. Rồi sao bây giờ mình sẽ lấy MI, lấy đối xứng qua, hoặc là chút xíu nữa sau khi mình vẽ xong thì mình sẽ lấy đối xứng vào một lượt luôn. Rồi tiếp tục chúng ta có cái gì ta? À, các bạn thấy nè, ở đây chúng ta có cái phi 54 này đúng không? Thì ở đây center nè, mình vẽ cho nó là cái phi 54 luôn ha. Đây, delta 54, enter. Đó, thì từ đây mình vẽ lên một đường thẳng nè. Rồi từ đây mình cũng vẽ lên một đường thẳng nè. Đó. Ok. Rồi cái phi lớn nhất này của mình là bao nhiêu ta? À, cái phi lớn nhất này của mình là bao nhiêu các bạn biết không ạ? Đó, cái phi lớn nhất này của mình bao nhiêu? À, chúng ta chưa biết được cái phi lớn nhất này bằng bao nhiêu. Thì chúng ta sẽ xem lại cái hình chiếu đứng của mình ha. Đây, hình chiếu đứng của mình đây. Đó, các bạn sẽ xem là phi lớn nhất của mình đó chính là cái nắp này. Cái nắp này nó sẽ bằng là 82 ha. Do đó mà chúng ta sẽ offset cái thằng này ra là Alter offset ra là 82 chia cho 2. Đây, các bạn offset qua hai bên. Ok. Rồi, ở đây chúng ta có cái gì? À, bây giờ chúng ta sẽ phân tích tiếp nè. Đây, cái đoạn cái gờ này là bằng 6 ly. Rồi, ở đây các bạn thấy là cái gờ này nó hơi khó nha. Các bạn phân tích cái gờ này nha. Ở đây các bạn phải phân tích để mà các bạn biết được cái chiều sâu của gờ này bao nhiêu. Ở đây nó không cho chúng ta kích thước nhưng mà chúng ta sẽ phân tích được ha. Các bạn thấy là con số 15 nè. Đấy. Và cái con số 22 nè. Nó sẽ có dính líu với nhau ha. Con số 22 này là cái khoảng cách từ đây đến đây bằng 22 ly nè các bạn. Đó. 15 của chúng ta là khoảng cách từ tâm cho đến mép này là bằng 15 ly nè. Vậy thì con số 22 này chúng ta chia cho 2 nó sẽ ra 11. Đúng không ạ? Nó sẽ ra 11 ly. Đó, tức là cái khoảng cách này. Đó, từ khoảng cách này đến khoảng cách này bằng 11 ly. Trong khi đó khoảng cách từ tâm đến mép này là bao nhiêu ạ? À? Từ tâm đến mép này là 15 ly. Từ đây chúng ta suy ra cái g này. À, cái g này chúng ta suy ra nó sẽ có 4 ly ha. Ok chưa? Đó, đây là cái kỹ năng mà chúng ta đọc hiệu bản vẽ. Nếu như chúng ta không có kỹ năng này, à chết cha rồi, tại sao đây nó lại thiếu kích thước này ta? Thật sự nó không có thiếu nha. À, chúng ta đọc không kỹ thì chúng ta nói là à nó thiếu kích thước nhưng mà không phải. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ offset thằng này vào đây là bao nhiêu ly ạ? À? 4 ly đúng không? Đây, Alter offset vào 4 ly ha. Đây, offset vào 4 ly. Rồi, mình sẽ cắt bỏ đoạn này đi. Ở đây chúng ta có cái gì? Các bạn sẽ thấy là chúng ta có cái góc bo này là R bằng 8. Do đó ở đây các bạn sử dụng định Phi-Lét, các bạn bo góc này ha. Đây, F Enter nè. Sau đó các bạn nhập cái bán kính là bằng 8 vào. Rồi, các bạn chọn cạnh này, các bạn chọn cạnh này. Ok ha. Rồi, ở đây thì mình sẽ kéo cái cạnh này thẳng ra ngoài này đây nè. Đấy. Rồi TR Enter mình sẽ cắt bỏ đi ha. Cắt bỏ cái này đi.
Rồi, cái chiều dày của cái gòn này bằng 6 ly nè. Thì chúng ta sẽ offset này ra là on-enter, chúng ta sẽ offset ra 6 ly. Đây, 6 ly. Ok. Rồi, ở đây các bạn thấy cái gì? Ở đây chúng ta có cái gì? À, ở đây chúng ta sẽ có cái R14 là cái góc cung này. Thì cái R14 này nó sẽ đi qua cái đường thẳng phi 40 này và một cái đoạn này. Thì ở đây mình xem thử là cái kích thước ở đây nó có cho hay không nha. Rồi ok, bây giờ chúng ta vẽ này như thế nào? Thì các bạn thấy là cái R8 và cái R14 này nó sẽ đồng tâm với nhau. À, đồng tâm với nhau. Do đó tại đây các bạn sẽ lấy tâm ở đây, các bạn vẽ ra cho mình là cái R bằng 14. Ok. Và hai thằng này nó giao với nhau nè, hai thằng này nó giao với nhau thì nó sẽ ra được cái đoạn này. Ở đây nó có một góc bo, góc bo này thì trong đề không cho, các bạn có thể là cho nó một cái góc bo bằng một hoặc hai ly gì đó. Đây mình sẽ cho nó góc bo bằng hai ly chẳng hạn. Ok. Rồi TR mình chim bỏ đi. Rồi mình xóa thằng này đi. Ok. Đó. Như vậy là mình vừa vẽ xong một bên. Sau khi mình vẽ xong một bên rồi thì chúng ta sẽ lấy đối xứng qua các bạn. Đây các bạn chọn hết nè, gõ MI Enter. Chúng ta lấy đối xứng qua ha. Rồi TR chúng ta cắt bỏ những đoạn thừa bên đây đi. Đó. Rồi, bây giờ mình đây. Ok. Rồi như vậy là chúng ta vẽ được cái này rồi. Còn cái bước cuối cùng là gì các bạn? Bước cuối cùng là chúng ta sẽ có cái lỗ ở đây để mà chúng ta bắt cái con vít cấy. Cái lỗ này thì chúng ta sẽ xem cái hình chiếu đứng nha. Hình chiếu đứng của chúng ta sẽ có cái phi bằng 70. Và cái lỗ này để mình xem là cái lỗ này bằng nó nói là con bao nhiêu. Ok. Hiện tại thì ở đây mình xem là ở đây nó không có cái. Rồi hiện tại mình xem thì ở cái lỗ này nó không có kích thước. À, do đó mà các bạn có thể vẽ cái lỗ này sau cũng được, không sao cả. Quan trọng là bây giờ mình đã vẽ được cái hình này rồi ha. Đó, sau khi mình vẽ xong thì các bạn dùng cái lệnh hash để mà các bạn đánh tiếng ảnh. Đó. Đánh tiếng ảnh xong thì các bạn nhớ block lại ha. Đối với những chi tiết mà chúng ta vẽ tách ra thì các bạn sẽ tiến hành block lại. Ok. Rồi như vậy là chúng ta đã được một cái chi tiết đầu tiên. Mình gọi chi tiết này là hình chiếu cạnh. Bây giờ từ cái chi tiết này chúng ta sẽ vẽ ra cái hình chiếu đứng. Đây hình chiếu đứng của mình đây ha. Đó. Rồi. Ở bên đây mình sẽ giống qua. Ở đây mình sẽ giống lên. Đây. Cái đường này là đường gì các bạn? Đường này là đường nét khuất ha. Ở đây mình có một thêm một đường nữa nè. Rồi, ở đây chúng ta lại có thêm một đường nữa. Đây hai cái đường này là hai đường nét khuất, chúng ta sẽ chuyển nó về nét khuất ha. Các bạn chuyển về nét khuất. Ok. Rồi đường này cũng là đường nét khuất nha. Đây hai đường là đường nét khuất nè. Rồi lúc nãy chúng ta sẽ có cái tâm bu lông. Tâm bu lông là bằng 70. Rồi, ở đây chúng ta có cái lỗ, mình vẽ cái lỗ tượng trưng ha, cái lỗ này mình cho nó khoảng 6 ly là 3 ly. Rồi, đây là đường tâm thì chúng ta chút xíu nữa sẽ chuyển nó về đường tâm. Bây giờ có cái lỗ này rồi, chúng ta sẽ array nó ra 3 lỗ.
chúng ta sẽ chọn là 3. Enter. Ok. Rồi chúng ta xóa đi ha. Bây giờ mình vẽ đường tâm cho cái đường tròn này. Các bạn chọn ở đây chúng ta chọn là Center Line Cross. Các bạn chọn vào một đường tròn, Enter. Thì nó sẽ tự động vẽ đường tâm cho mình. Rồi, ở đây chúng ta chuyển này về đường tâm. À. Rồi còn gì nữa? Ở đây các bạn sẽ vẽ cái đường tâm cho những cái lỗ này. Các bạn sẽ vẽ đường tâm cho những cái lỗ này bằng cách nào? Bằng cách là các bạn bấm vào cái array, sau đó các bạn bấm vào edit source, các bạn chọn đại một điểm ha. Ok, sau đó các bạn sẽ tiến hành vẽ đường tâm cho nó ha. Đây. Ok. Rồi sau đó các bạn sẽ tiến hành block lại. Rồi các bạn thấy đây là cái hình cắt nên chúng ta sẽ có cái ký hiệu mặt cắt. Ký hiệu mặt cắt thì các bạn chèo đây. Đây chúng ta vẽ cho nó ký hiệu mặt cắt luôn ha. Những cái này thì chỉ có con cat mechanical nó mới có thôi. Còn cat thường thì không có những cái ký hiệu này. Cat thường thì các bạn phải vẻ bằng tay, vẽ bằng thủ công. Còn cái mechanical thì chúng ta làm rất là nhanh. Ok, như vậy là ở trong cái audio này mình đã chia sẻ cho các bạn cách mà chúng ta tách ra được cái chi tiết số 2. Còn chi tiết số 1 và chi tiết số 3 thì ở trong cái audio sau mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Và khi mà chúng ta tách ra được cho mình những cái bản vẽ chi tiết này rồi, chúng ta sẽ bỏ nó vào khung tên. À, chúng ta bố trí, chúng ta trình bày như thế nào cho nó hợp lý thì ở những cái audio sau mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn. Ha. Rồi như vậy thì mình sẽ tạm thời kết thúc cao đô này ở đây. Nếu như các bạn thích xem những cao đô dạng như thế này thì các bạn hãy giúp mình comment phía dưới hoặc là thả like hoặc là share cái video này đến bạn bè của mình. Khi mà mình thấy những cái like của các bạn cũng đồng nghĩa là các bạn thích với cái chủ đề này. Từ đó mình sẽ tiếp tục cho ra thêm những cao đô dạng như thế này nữa. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những cao đô tiếp theo nhé.